Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn. Xin chào bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc công ty thiết kế web Duy Anh Web. Trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài một cái SSL miễn phí nhé. Đây. Thì sau khi mà chúng ta đăng nhập vào website, vào hosting của website thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Thì chúng ta nhìn đến cái phần gọi là SSL Clefico này. Hiện tại cái web này nó đang bị hết SSL đây, tôi mở ra các bạn sẽ thấy này. Đây. Nó sẽ cảnh báo là đây là nó vẫn còn lưu kết, nó chưa thông báo, nhưng thực tế nó bị hết SSL rồi. Nó sẽ có cái nó sẽ cảnh báo là hết SSL nhé. Đấy. Đây là một cái web làm cho một cái anh chị bán nội thất ở quê hương nội thất Thạch Thất đây. Thế thì chúng ta sẽ cài SSL thì rất là đơn giản, là chúng ta ấn vào SSL Clefico nhé. Chúng ta chọn sang cái dấu ở giữa này này, chúng ta chọn xuống free này. Chúng ta kéo, nếu mà nó có những dấu tích ở đây thì bỏ hết đi. Chỉ để duy nhất một cái ban đầu này thôi. Và chúng ta lưu lại. Đợi chờ một tí xíu nhé. Đấy, nó thông báo là cái này đã được lưu lại. Chúng ta là chúng ta đã cài đặt thành công nhé. Và khi thành công rồi chúng ta ấn vào SSL kiểm tra, nó sẽ xuất hiện ngày đây này. 59 ngày sử dụng, tức là 2 tháng. Thì với những cái SSL miễn phí như này, đây là miễn phí trọn đời, thì nó một năm nó sẽ chúng ta sẽ phải cài lại 6 lần. Mỗi khi mà chúng ta truy cập web mà thấy nó thông báo là không truy cập được ấy, thì chúng ta sẽ cài lại nó. Ok nhé. Thì cái cài này nó chỉ mất có tí xíu thôi. Bạn nào biết cài thì có thể tự chủ động cài, còn nếu mà bạn nào mà sử dụng web của Duy Anh Web mà lúc mà nó hết ấy, thì chỉ cần nhắn trên nhóm hỗ trợ là Duy Anh Web sẽ hỗ trợ các bạn cài lại trong một tích tắc thôi, rất là nhanh. Ok, các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những cái video clip mới. Cảm ơn các bạn. Chào mừng bạn đến công ty Duy Anh Web. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông. Duy Anh Web với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. Duy Anh Web xin cảm ơn.